Xin được chào đón quý khách trên chuyến bay hành lý tình yêu The Packet Việt Nam. Gà nướng là Trần Lan. Bây giờ là Trần Thắng và Trần Thiên. Không. Chị á mới xứng mà. Đúng là cặp đôi hoàn hảo. Mình mặc áo trắng, mình đội mũ trắng, mình nướng trà chiều, mình ăn xôi gà. Thì đi con gà mà làm thằng cuộc đời. Ăn nhiều tiền đến mức nào? Em ở nhà em chỉ có dụa móng, em trang điểm, em xinh đẹp, em ăn mặc. Xong rồi tiền xài anh lo, em sướng quá rồi. Xài tiền của người ta không có thoải mái anh ơi. Tôi nghĩ rằng là ngày hôm nay khả năng là tôi vẫn cứ đứng ở đây thôi. Em nói rồi, anh chỉ phát thanh thôi. Đây là trường hợp ngoại lệ. Gia đình chúng tôi có một cô gái rất là cá tính. Vai trò của ông Xu và Xu ngồi đây cũng làm nền thôi. Nhờ cái ban công tố biết đâu chúng ta sẽ thành đôi. Trời ơi. Cái từ anh yêu em này á, ai nói cũng được. Em ơi, cho chị mượn hộp phấn, chị dập mặt lại chứ. Nãy giờ em lái không à, mà em lái máy bay xong rồi cái em quay qua em nói anh ơi em lái làm sao, cái người ta chưa kịp trả lời cái em lái thế rồi.